hết rau muống. Nó không có rau muống. Cá đánh vườn cũng vậy đó. Ôi thương. Thấy không? Mình cũng dãy gì nè, thấy không? Coi nè. Coi đánh dãy cá nè. Thấy không? Mình bỏ con cá trong cái bọc gì nè, thấy không anh? Mình đánh dãy nó không có văng ra vòng vòng cái đầu dưới chén của mình. Được chưa? Còn lại. Thấy không? Nhưng mà để ý coi những cái tay đó. Thấy không? Mình cái thông minh nào lại mình để nó lên rồi mắm cá linh sâu vậy là mình thả nó vô thì cái máu nó đông lại luôn như vậy nó không có tanh. Được rồi. Xả mình cho nó ngon quá. Ngon quá. Nhỏ lửa này chứ. My God, say don't run, scissors. Well, I don't care. Bác biết ăn cái con này không? Không. Bác ngồi chú này của nó tạo lộn. Con tôm đấy, con tôm đấy nó chưa cong lại, nó chưa chín đâu con. Nó cong lại nó mới chín. Hai ông hai bà nội nấu ngon hơn Daddy. Con nghĩ hai người nấu ngon hơn nhưng mà bà ngoại, nhưng bà nội nấu ngon hơn Daddy. Nhưng Daddy cũng nấu ngon hơn. Vậy làm sao? Nhưng mà con đâu có nói Daddy ngon, Daddy nấu ngon hơn bà nội.
lòng bà nội.